Rồi, mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, kính chào khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Võ Tuấn Sơn, năm nay em 32 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định, em đang công tác tại Sài Gòn. Em đang là quản lý cho một công ty vận tải hành khách. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Và chào bạn nam bên đó. Em tên là Đinh Thị Hòa, em năm nay 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là em làm bên tóc nữ ạ. Mình làm cho người ta hả em? Dạ, em làm cho chị của em. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Em tên Hòa nên điểm mạnh của em là hòa nhập, hòa đồng nhưng mà không có hòa tan. Em nấu ăn dở. Nấu ăn dở? Dạ. Ủa, cái đó điểm mạnh hả? Dạ, tại nhà em thì ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Không riêng mình em lại nấu dở nên cái gì nhà cũng đẩy cho em làm hết trơn á. Bắt buộc em phải làm nhưng mà nấu hoài thì cũng dở là dở. Nhược điểm của em là em hay nhũng nhẽo, hay dễ khóc nhè. Bạn trai, điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của em là thể thao ạ. Em có những cái gọi là tật xấu gì mà mình có thể nói ra cho bạn gái bên kia biết? Em tật xấu nhiều. Thí dụ? Hút thuốc nè, uống bia được, thẳng tính một xíu. Vậy được không em? Dạ, tại em không thích con trai hút thuốc. Hút thuốc có thể bỏ bớt, bỏ dần, bỏ luôn được không em trai? Chắc em bỏ lần lần vậy. Rồi, nhiều khi hồi nó gặp bạn gái có động lực bỏ luôn á. Rồi, tình trường của hai bạn thì sao? Hồi đó em trải qua được 3 mối tình à. Mối tình sâu đậm là nhất là mối tình gần đây nhất của em là quen anh đó được khoảng 2 năm. Trước khi nghề làm tóc thì em làm có làm về xây dựng. À thì vậy em, hả? Em học cái chuyên ngành nào? Hồi đó em học bên kế toán. Sao tự nhiên chuyển qua làm tóc? Tại lúc đó đi làm thì giống như con trai vậy á, giống như mấy ông giám sát vậy á. Xong rồi với lại đi công tác nhiều quá, xong mẹ thấy cực quá, khổ quá, xong rồi mẹ mới kêu về làm tóc với chị. Với chị để sau này cũng có chồng. Rồi, vậy thì tại sao chia tay bạn trai cái mối dạ, tình sâu đậm? Hồi đó thì cũng quen anh đó thì tại anh đi công tác rồi nhiều quá, tác động của yếu tố môi trường rồi tùm lum lòng anh cũng thay đổi và cuối cùng tụi em không gắn bó được nên tụi em dừng lại. Rồi, bạn trai bên kia tình trường sao em? Dạ em cũng quen được 3 mối tình. Nói chung là mối tình đầu, tình thứ hai là người ta là bạn em là có gia đình rồi. Còn mối tình thứ ba là bạn sắp cái gia đình. Em mát tay chắc quá. Chắc em mát tay, á. Nhưng qua 3 mối tình đó em rút ra một bài học kinh nghiệm là tại sao lại đổ vỡ những mối tình như thế? Thứ nhất là mình không gần nhau anh. Đi như bên kia xa mặt cách lòng. Dạ. Cái sự quan tâm của mình á thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc. Quan tâm, đúng rồi. Không tâm lý với bạn gái. Phải rút kinh nghiệm nha. Bạn gái mong muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mong muốn kiếm bạn trai là già nghe một chút, hơn em 2-3 tuổi gì đó trở dạ, lên. Anh bên kia là hợp lý rồi, 32 được rồi ha. Dạ, tướng thì nhìn hơi tròn tròn chút. Cao khoảng 1m65 trở lên ạ. Tròn không? Hello em. Dạ chào chị. Mạnh khỏe, có thể dân thể thao mà. Em không thích con trai hói. Em không hói vậy. Em không thích con trai mất hí vậy. Không, không có mất hí. Dạ. Nói gì nữa? Biết quan tâm, lo lắng, với lại đặc biệt là phải yêu gia đình của em. Em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của cổ? Dạ nếu về ngoại hình thì em ok rồi. Tròn không hí, cao 1m7, cao 1m7 vậy. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em chỉ thích không uống thuốc rồi, với lại gia trưởng đó chị. Em à, em có gia trưởng với không? Với lại em dạ. Con trai miền Trung khó lắm chị. Ba mẹ cũng khó nữa. Ba mẹ em dễ lắm em ơi. Ừ. Thì hiện tại anh đang ế quá, ba mẹ rất là dễ. Cái điều mà em thích nhất ở người bạn gái là cái mẫu người nó như thế nào? Bạn gái từ cao trên 60, thích thể thao một xíu ạ. Chơi thể thao gì không em? Không, em có chơi gì vậy? Không. Em có chơi banh đũa không? Dạ, nhỏ có anh. Đúng rồi, cũng có thể thao, rồi đó. Banh đũa cũng thể thao. Cái gì nữa? Cá tính một xíu, dạ. Có, cá tính. Dạ, ăn mặc phong cách với lại... Phong cách có luôn. Sống nghiêng về gia đình một xíu vậy. Có, ta muốn là phải thương gia đình ta nữa, thấy không? Em không thích từ gò bó của bạn gái đâu. Kiểu kiểm soát rồi nhau đúng không? Phải tin tưởng đúng không? Chơi thể thao nhiều, em ví dụ em đi đá banh em dẫn bạn gái theo cổ vũ không? Dạ có chứ. Em chịu đi theo cổ vũ bạn trai không? Dạ đi chứ. Phải đi. Dạ. Đến qua coi rằng bạn gái sao nha. Dạ em chào. Ồ, anh chào em gái xinh đẹp. Tại sao em không thích đàn ông hói hí? Hói hí nhìn kỳ đúng không anh? Sau này để con kỳ. Là con hí đó. Thí dụ như đàn ông mắt hai mí, đầu không có hói, ta nhậu nhẹt, ta bê tha, người ta bỏ vợ bỏ con, người ta đủ thứ hết trơn. Trong khi đàn ông hói hí, người ta giỏi, ta chăm sóc vợ con. Em chọn nào? Em chọn hí. Thấy chưa? Quan trọng là chồng á dạ. Thương mình, còn hói hí thì cái chuyện đó chuyện của trời rồi. Làm sao để giảm hói hí được, thấy không? Dạ. Rồi đây,
cưng sẽ hí sẽ hói đó cưng. Rồi cô gái rất là xinh đẹp. Nên chứ là đàn trai chịu đàn gái rồi đó nha. Em đi với lại em gái với lại em rể của em. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường ạ. Em là em rể của chị Hòa. Chị Hòa là một người khá vui vẻ, yêu thương ba mẹ. Em hỏi anh xíu. Dạ. Anh ở Bình Định đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ cái vấn đề bỏ thuốc á, chị Hòa rất ghét. Thì nếu mà hai người thương được nhau á, thì em nghĩ là anh nên bỏ thuốc đi. Giống như em cũng bỏ được rồi. Em được thấy anh này bên này cũng được chị Hòa. Cũng cao, cũng sạch sẽ, thể thao, nhìn cũng khá bảnh á. Bảnh hơn em á. Có hí không? Dạ, không hí. Như em thì em hí đó. Nhưng mà chị Hòa không liên quan tới em. Dễ thương ấy. Anh trai bỏ thuốc đi nha. Dạ, hôm nay em đi với anh trai của em, anh ruột của em á. Anh trai dạ, là trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Đi với anh trai mà còn hồi hộp hơn là cái em trai á. Tại vì ba mẹ dặn là đi sao để kiếm được vợ cho em mà. Tại mẹ làm mai chút mà không được. Chờ sự mát tay của anh Quyền Linh với chị Cát Tường á. Đối với ba mẹ anh á thì vợ anh á còn được cưng chiều hơn anh mà. Em đừng có lo là ba mẹ là khó. Nên em bỏ qua cái chuyện mà làm dâu miền Trung là khó. Bên này anh thấy bấm được á, bấm liền luôn đi. Bấm liền luôn đi. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau nha. Mở rào. Đầu đi Sơn. Dạ. Chào em. Hôm nay anh tới chương trình có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Đây là trang phục của đội bóng của anh. Anh bắt em mặc trang phục không, luôn hả? Không, nếu mà sau này hai đứa mình quen nhau thì em có thể mặc áo này. Đi cổ vũ. Tuần cổ vũ từng một trận hai trận thôi. Dạ. Anh, em tặng anh nè. Anh thấy đẹp không? Trời ơi, tôi thấy nó không được đẹp lắm. Bánh này là bánh tự tay em làm á. Có đèn đen á. Gì ăn em? Đi em, bánh dạ. Khác đó cưng ăn dạ. Đi cưng. Anh thử coi ngon không? Bánh này bánh gì em? Dạ, bánh chuối nướng anh. Nướng hơi quá lửa. Dạ, nhưng mà ngon gì? Ngon hả? Dạ, ngon cái gì cũng bạn ngon nữ hết trơn. Làm gì cũng ngon. Khác ăn ung thư đó ngon cái gì. Rồi, mình trò chuyện với nhau đi. Cảm nhận đầu tiên khi mình gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy anh như thế nào? Anh khó mà. Anh khó hả? Anh dễ tính mà khó gì đâu. Dạ, cái giọng anh nó hơi khó nghe nữa. Đúng rồi, giọng miền dạ. Trung Bình Định thì nói khó nghe. Thì từ nếu mà em đi chơi anh nhiều thường xuyên thì nói dễ nghe. Không có đâu em. Tại em chưa tập với vợ anh cũng miền Trung Bình Định nói cũng nghe khó vậy sao. Anh năm nay 32 tuổi hả? Đúng rồi, 32 tuổi. Ủa sao anh ế lâu vậy? À, thì... Hiện tại là 2 năm anh chưa quen ai. Dạ. Anh được cái là thì trung tình lắm. Em thích thể thao. Dạ cũng thích. Thích nhưng mà cũng ít thôi à. Không có đi gì, không có coi nhiều. Dạ. Tại hồi xưa em làm bên công trình đó, nên cũng hay đi với mấy anh đi mấy cái hội thể thao đó, banh đồ này nọ. Em thì em thích con trai ga lăng chút xíu, cưng em chút, biết quan tâm. Dạ và đừng có gia trưởng rồi. Và em nghe người ta nói là trai miền Trung gia trưởng lắm luôn. Anh trai út mà. Tại một vấn đề thì em nghĩ là mình cùng chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn. Thì quan điểm tình yêu của anh á thì thứ nhất á, là phải chia sẻ với nhau. Cái thuốc thì từ từ anh sẽ bỏ thôi. Nếu mà hứa bỏ liền thì cũng được đâu. Nhiều lúc bỏ không được thì nó công em là hứa phải làm gì. Nhưng mà ít ra mình cũng phải có cái thiện chí nói đúng cho rồi, cô nghe. Thì em nói thì từ bỏ một thời gian nữa thì bỏ. Dạ. Thời gian là bao lâu anh? Thì chắc cũng vài tháng đó em. Lỡ mà tới ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 tháng gì đó anh không bỏ thuốc được thì không sao? Không bỏ, không cho hôn. Phụ nữ làm thôi. Hay gì đó. Tức là ông không bỏ là không cho hôn lần. Dạ. Là phải bỏ thôi. Còn bây giờ hiện tại bây giờ một ngày thì anh hút bao nhiêu gói thuốc à? Anh hút ít mà nửa gói à. Dạ. Cũng không nhiều đâu. Anh nhậu nhiều không anh? Được 6 chai, 8 chai đó. 8 chai không, à? 6 chai thì cỡ anh 6 chai thôi. Dạ. 8 chai tại thì cũng... nhà em thì không ai biết nhậu hết trơn á. Nhà em thì em rể của em không biết nhậu, rồi ba mẹ em không ai biết nhậu hết trơn. Nhưng mà có một mình ông anh kế của em là ông biết nhậu. Mà ông lại nói với em là mày quen ai mà biết nhậu cho tao. Thì vậy được rồi đó, có bạn nhậu cho anh rồi tại... đó. Ổng không thích ai nhậu với ổng lắm. Thì đa số anh em thì chiều chiều gặp nhau thì xong giờ làm á, khách đồ xong hết rồi thì ngồi, một là đi đá bóng, hai là làm trai.
21 có người yêu phải dành thời gian cho người yêu nó khác à. Ví dụ sau này mình quen với nhau á, rồi Tết rồi về sau về anh mình em anh ở bên là khoảng một năm là chia nhau một năm, như năm nay năm trước là anh ở rồi, năm nay anh sẽ về, năm tới là anh sẽ ở. Là năm ở năm về hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi dụ sau này mà dù em lấy anh làm chồng rồi sau này rồi em muốn về nhà em rồi sao? Thì năm ở năm về đó. Ấy là thì Tết em phải về nhà anh chơi chơi chứ. Em xây xe anh ơi, xây xe lắm luôn á. Không có đi xe nhỏ mà xe bên anh nhiều lắm. Dạ. À. Em rồi. Mời anh Nguyên Linh dừng bánh em làm. Cái gì vậy? Thôi thôi. Thôi chơi thôi. Tân bóng đi, đem trái bóng theo kìa, tân bóng tặng cổ dạ. Đi. Thì em đem bóng này thì em mời anh Nguyên Linh. Mời Nguyên Linh làm gì? À, em nhìn cho. Giao lưu một xíu. Bánh không mời, mời bóng. Rồi. Diền bóng anh. Phá bóng giống vô, như muốn quýnh lộn vậy. Vô anh, diền em anh. Đúng rồi anh. Vô anh. Tưởng gì. Sao đá bóng mà giống bóng vậy? Nhớ xưa quá à. Chơi như xưa vậy đó. Dễ thương quá. Giờ em qua người nha. Anh lấp bên đây em qua người nha. Trời. Vậy mà cũng đá bóng. Được không? Dạ được anh, đá tốt quá anh. Đá tốt không? Dạ thôi, được. Xưa anh đá đội xã mà. đứng lên em trai. Mình đang, người ta đang cảm nhận mình hơi khó đó. Nắm tay nhau mình truyền một chút điện cho nhau đi. Hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình bây giờ đang nghĩ cái gì. Rồi chúng ta quyết định về chỗ có bấm nút với nhau hay không. Cho một cơ hội để nắm tay để cảm nhận đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy đi. Thì anh cảm nhận em rất xinh. Dạ em cảm ơn. Ai làm gì làm. Vậy thôi đó hả? Rồi cái ông kia người ta đang, ông Mai kỳ cục, người ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi, ông đi đâu vậy? Đi đâu vậy anh Linh? À. Nước mắt thì anh nghi vọng gì vậy? Vậy? Đi đâu vậy? Bánh khác. Ủa bánh em có vấn đề hả cưng? Không, em làm mới làm xong sáng nay luôn á. Em làm kỹ lắm luôn á. Sao anh Linh ăn xong rồi anh đi xuống sân khấu luôn vậy? Anh nướng hả? Dạ em nướng. Okay. Nhưng mà tại lúc sáng ok. Em tại sáng em cũng đang luôn buôn khách quá trời rồi. Hèn chi. Thôi bỏ qua vô bánh đi. Vô chuyện ấy đi ha. Thôi xong hết rồi. Rồi xong rồi hả? Có cái duyên chúng ta mới gặp nhau tại đây trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Tuy nhiên có là cái nợ hay không là ăn thua cái nút bấm của các bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút chỉ để là uống cà phê hay là nói chuyện dăm ba câu. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì rất nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm nút là mình trao cái duyên mình cho người đối phương. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Ừ? Sao em gái không bấm? Lý do? Em bấm rồi mà. Hả? Em có bấm mà. Có bấm hả? Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bấm nhưng mà hơi khét. Chúc mừng hai bạn nha. Nói chút xíu với gia đình đi. Thì em hứa thì sẽ quan tâm bạn gái nhiều hơn. Chắc em mệt thuốc à. Dạ. Rồi, hôn bạn gái đi. Tuổi gì, nhập quê quán? À, em tên là Nguyễn Minh Sang, quê ở Cần Đước, Công An. Nay em 17 tuổi, đang làm nhân viên mẫu lấy sản xuất của công ty thép Kim Đồng. Sở thích của em là nghe nhạc và xem phim. Dạ. Ưu điểm của em là không hút thuốc, ít uống rượu bia, không cờ bạc, vui vẻ hòa đồng. Còn biết nấu ăn. Nhược điểm của em là em hơi nhát. Hơi nhát trong tình yêu có nhát không? Bạn chia sẻ một chút về cái tình trường của mình được không? Em thì đã qua được 2 mối tình.
một mối tình chính thức với một mối tình cũng mới chia tay gần đây. Chia sẻ sớm hơn về cái mối tình chia tay gần đây đi, vì sao lại chia tay? Tại vì em với bạn đó là không hợp á chị. Em thì cũng hơi muốn nói lắm mà chắc là do bạn đó không có chịu em nên là chia tay. Bạn là người bạn kia là người nói chia tay trước à? Dạ đúng rồi. Mình yêu cái mối tình đấy là trong bao nhiêu lâu nhỉ? 7 tháng chị, từ tháng 7 đến nay. Thì sau cái mối tình đấy thì mình cảm thấy là mình muốn tìm một người như thế nào khác. Tiêu chuẩn của bạn về cái nửa kia của mình là gì? Em thì tiêu chuẩn cũng không có nhiều nhiều, nhưng mà biết quan tâm chia sẻ bình luận lại chị, cũng như thảo với cha mẹ là được. Thế còn về tuổi tác cũng như là ngoại hình thì sao? Mình thích một bạn nữ nhìn như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Em thích bạn nữ nhỏ hơn em, nhỏ tuổi hơn em và cũng nhỏ con em nữa. Nhỏ tuổi hơn, nhỏ con hơn. Bạn nói lại là hiện tại mình đang sống và làm việc ở đâu nhỉ? Dạ em đang sống ở Cần Đức, còn em làm việc ở Bến Lức, Long An. Thế đó, yêu xa thì có thành vấn đề với bạn không? Thì cũng có thành vấn đề nhưng mà có xa lắm chị. Là cỡ bán kính cỡ hai mấy ba chục cây được rồi. Xa quá không có thời gian để mà quan tâm chăm sóc nhau chị. Thế điểm mà bạn không thích ở một bạn nữ là gì? Điểm mà em không thích là hay lừa dối. Ví dụ như là hôm nay bạn đó đi chơi với ai thì nói mình là mình chơi chơi với người đó chứ không có giấu giếm để mình phát hiện ra thì rất là buồn. Rồi ok, em là hiện tại là nếu mà em đang làm ở Long An thì là chỉ chịu những bạn gái mà ở Long An thôi hả? Thành phố cũng được đó chị. À là bạn gái có thể làm việc Sài Gòn được đúng không? Dạ được. Ok, rồi nếu mà dự định kết hôn thì tầm yêu khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn được? Nếu mà hai bên hợp nhau thì cỡ từ năm sau nữa. Nhà em ở dưới Long An hả? Dạ. Rồi, thường là có hay văn nghệ, văn gì được không? Lên sân khấu có thể hiện được cái gì không nè? Dạ, em hát dở lắm chị ơi. Rồi hát dở phải chuẩn bị một cái màn gì đó lên sân khấu để mà thuyết phục tỏ tình bạn gái này kia cho chị nha. Cái này là mình phải chuẩn bị đó. Chuẩn bị chị, để em cố gắng chơi. Rồi, nhớ là phải cố gắng mạnh mẽ, mạnh dạn hơn nữa thì mình mới có người yêu, mới có vợ nha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn Sang ha. Thì đây chỉ là bước đầu để mà mình nói chuyện với nhau, có những cái thông tin cơ bản thôi. Được gặp chương trình sẽ thông báo cho em biết, cũng như là sẽ có một biên tập trực tiếp đồng hành với em ha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn Sang, xong rồi đó em. Dạ, em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị. Dạ, anh ơi mình bấm nút đỏ thấy cuộc gọi giúp em nha. Dạ, dạ rồi. Dạ anh chị ơi mình rồi. Thấy cái đèn thui ra tôi không thấy mặt mày gì hết trơn á nha. Rồi bây giờ xin mời. Dạ, rồi sáng hơn tí rồi nè. Mặt sáng như trăng rằm vậy đó. Mà nãy người ta nói cái đèn gì đâu mà tối thui hà. Rồi bây giờ mời anh giới thiệu bản thân giùm em ha. Họ tên, rồi công việc, rồi quê quán của mình đang ở đâu rồi? Tên Phạm Minh Lợi, sinh năm 1983, quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nghề nghiệp thì lái taxi. Anh là gì? Lợi hả? Phạm Ngọc Lợi. Tại? Rồi lái taxi đúng không? Đúng rồi. Lái xe ở đâu? Lái ở vòng vòng Cao Lãnh, trong tỉnh, Đồng Tháp nè. À, làm lâu chưa anh? Làm cũng 8-9 năm vậy. 8-9 năm luôn là xe của mình chưa? Xe của mình luôn. Dạ. Rồi bây giờ anh chia sẻ một điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Mạnh thì thích nấu ăn, chăm chỉ trong công việc. Dạ.
Rồi mình chủ động chia sẻ giùm em ha. Tình trường của anh được bao nhiêu mối tình rồi sao thì chia tay? Có hai mối tình sâu đậm thì gần đây khoảng 4-5 năm rồi, do không hợp thì chia tay. Là mình chưa từng lập gia đình hả anh? Do công việc của mình đi hoài đó, chạy xe hoài, không có dành thời gian nhiều để đi hẹn hò đâu đó, 8 triệu nữa là chia tay mà. Rồi giờ mình có rút ra được cái kinh nghiệm gì nếu mà bây giờ mình có người mới, mình tìm hiểu người mới không? Vậy thì mình rút ra mình dành nhiều thời gian hơn. Rồi là cái công việc của anh là anh chủ động được mà đúng không? Xe của mình thì chạy cái thời gian của anh chủ động được đúng không? Đúng rồi, tại hồi lúc trước thì mình đã có người đâu có thời gian đâu mà đi. Còn bây giờ thì nói chung là chủ động được, chạy thì chạy, không chạy mình nghỉ, thời gian mình thôi. Rồi nếu mà bây giờ quen nhau như vậy thì dự tính của anh thì như thế nào, bao lâu các thứ để mình có thể là lập gia đình được? Thì khoảng nếu mà tìm hiểu thì khoảng hết năm nay, đầu năm sau lập gia đình được. Là giờ có để dành số vốn gì để cưới vợ chưa? Đang tích lũy, tại mấy mùa dịch này không có làm, không có chạy xe được, đâu có dư được. Rồi cưới về là anh dự định là sẽ ở đâu, có làm dâu không hay như thế nào? Không, bên nào cũng được, chứ muốn đàn gái cũng ở bên đàn trai, người đàn trai ở bên đàn gái cũng được, cái đó thích tùy theo thích ở đâu đó. Rồi anh có thể ở rể được đúng không? Ok, bây giờ anh mong muốn tìm kiếm một người như thế nào? Ngoại hình đi, tuổi tác, vùng miền. Ngoại hình thì cũng dễ nhìn như rồi, đừng có mập quá, đừng có lộn quá. Còn công việc thì ổn định, nói chung là đủ trang trải cho gia đình. Nói chung hai vợ chồng cũng làm được, chứ mà một mình mà làm thì gánh nó nặng lắm. Có công việc cũng ổn định cũng được, lương thì 3-4 triệu cũng được, nói chung nữ. Rồi tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được anh? Nói chung là tỉnh nào cũng được đó. Tuổi thì đừng có lắm, khoảng chừng 2-3 trở lại. Là người ta cũng chưa lập gia đình giống anh luôn, hay là ví dụ người ta đã từng lập gia đình thì có được không? Từng lập gia đình được nhưng mà chưa có con nha. Con từng lập gia đình mà chưa có con. Rồi còn yêu cầu gì về người bạn gái đúng không? Phải ở Đồng Tháp hay là anh có yêu xa này kia được không? Không được, ở đâu cũng được. Rồi, có điểm gì anh không thích ở người phụ nữ không? Phụ nữ thì đừng có hút, đừng có sập mình, đừng nhuộm tóc. Trẻ rồi được không? Đẹp đẹp thì được, chứ đừng có nhuộm mà vàng xanh, không được. Rồi, anh Lợi có cái tài lẻ gì không? Năng khiếu đồ ca hát rồi được không? Chỉ biết nấu ăn thôi chứ không có ca hát gì được nha. Rồi nhân lẽ lên sân khấu thể hiện màn nấu ăn hả? Nếu mà biết nấu ăn thì nếu mà có được tham gia chương trình là phải tự chuẩn bị một món ăn gì đó để cho bạn gái thưởng thức nha, chứ không phải là mình chỉ nói miệng không đâu. Mình tham gia chương trình là mình phải chuẩn bị đó. Ca chay thì được, ca mà không hay như em hả? Rồi ca thử một đoạn nghe, dở cỡ nào? Dở lắm mới được lên chương trình nha, cái dở vừa vừa cũng không có được đâu. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Dạ em hát được mà có đi đâu dở, quan trọng là cái cảm xúc của mình làm cái bài hát. Đúng rồi. Rồi anh Lợi còn muốn chia sẻ gì thêm không anh? Không được rồi. Rồi ok, nếu mà anh được chọn ha thì chương trình sẽ có cái thông báo cho mình biết và sẽ có một biên tập trao đổi kỹ hơn về nội dung mình chuẩn bị. Để mình lên sân khấu ha. Rồi ok, chào anh nè. Rồi, anh bắt đang cuộc gọi được rồi á.